Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, hôm nay thì mình sẽ nói một xíu về mùa mực S10 các bạn. Đối với việc một số bạn nào mà chơi vui vẻ, chúng ta lên bậc hoàng tử thì mùa mực này không có gì là khó hết ha. Về các mốc nhiệm vụ cũng như là cái mốc đam thì không có gì là quá khó. Tuy nhiên, đối với các bạn mà đua top thì hôm nay thì chúng ta sẽ tổng kết lại cái kết quả đua top nha. Về các bang của Việt Nam các bạn, các bang của Việt Nam thì ví dụ chúng ta có thể thấy cái bang Ares của mình đang tham gia hiện tại đang là top 39, Visua là top 18, còn một vài bang khác cũng mang màu cờ sắc áo của Việt Nam, ví dụ như bang dân chơi AFK top 52. Các bạn bang nào thì bang đa phần bang Việt Nam thì sẽ treo luôn cái cờ Việt Nam của bạn, VN Legend 73. Biscast 89. Rồi, đó là những bang Việt Nam mà đã góp mặt vào tranh top 100 của cái bút mực Season 10. Tuy nhiên, hôm nay thì mình sẽ nói một vài cái vấn đề, tại vì nếu mà các bạn nào để ý á thì cứ sau mỗi cái mùa mực này rất là nhiều bạn gọi là ao ban các bạn. Sau cái mỗi mùa mực thì sẽ rất nhiều bạn ao ban vì rất là nhiều vấn đề, mà đa phần có một vài cái vấn đề chính là do các bạn không có đánh bot. Có nhiều bạn thì sẽ bỏ qua quá trình chơi luôn đó, những người mà kiểu như không tham gia từ đầu đến cuối, thậm chí là còn không lên cả bậc hoàng tử, thì các bạn đó xứng đáng bị ao ban ha. Còn tuy nhiên còn có nhiều một bạn khác không phải là bị kích mà kiểu là người ta tự nguyện ao ban vì một số cái vấn đề phát sinh gọi là drama khi mà cái mùa mực bắt đầu các bạn, khi mà trong quá trình diễn ra mùa mực và tới cuối đam bút mực thì cái con boss này nó hơi khó chịu một xíu, đó là chúng ta không có bấm skip được. Vì các bạn đánh tới 5 team, một team tầm khoảng bốn mấy ba mươi mấy lượt, nhưng mà toàn phải đánh chờ cho nó tua từ đầu đến cuối, tốn đâu đó tầm khoảng vài tiếng các bạn mới clear được hết tất cả phút của một lít tướng các bạn. Ví dụ phút của mình đây lên tới 1.000 mấy phút thì tổng thời gian để clear tất cả các phút này đâu đó tầm khoảng 3 4 tiếng và có thể nhiều hơn, chưa tính cái quá trình chơi từ đầu nha. Và cái khúc cuối khi mà xả phút thật sự rất là áp lực các bạn, tại vì team thì chúng ta đã lên đúng form, thánh vật chúng ta cũng lên chuẩn chỉ theo cái gu của bang đưa ra, rồi nhánh cây chúng ta cũng tải theo EC, nhưng mà lượng đam hên xui lắm, lúc thì nổ đam to, lúc thì nổ đam nhỏ, thậm chí nhiều bang còn kỹ đến mức là phải tính cả lượt reset, xem thử số thật chúng ta có reset thì được mấy lượt reset, các bạn đã dùng được bao nhiêu lượt và còn bao nhiêu lượt. Tuy nhiên cái vấn đề mà mình muốn nói ở đây ấy, thì nó còn có một cái vấn đề khác, đó là cái chuyện spy giấu bài. Cái chuyện mà sợ spy rồi cái chuyện giấu bài đó mới là chuyện làm cho rất là nhiều người mệt mỏi. Có nhiều bạn tâm huyết nha, muốn chơi bút mực từ đầu đến cuối, kiểu như là tâm huyết muốn theo cái quá trình bút mực. Tuy nhiên theo các gu của các bang á thì sẽ đưa ra theo từng mốc thời gian chứ không phải đưa một cục cho chúng ta thể follow từ đầu của bạn. Ví dụ ngày 1 thì sẽ đưa ra cái gu add tướng nè, add những cái con tướng đầu tiên và add cái team đầu tiên các bạn cùng với add bet. Sau đó thì đúng cái thời gian, gần gần cái thời gian sau đó thì mới đưa tiếp cái án của ngày 2, đó là lên bậc bao nhiêu thì chúng ta sẽ là add thêm những tướng nào cùng với bet nào, như vậy thì nó sẽ khá là thụ động. Cùng với việc là nếu mà số bạn nào mà kiểu như bạn bạn bận các bạn, bạn bận hoặc là không có thời gian, hoặc là nhiều lúc kiểu như là bạn đi tới cái vùng mà không có sóng, đi cái vùng mà không có sóng thì gần như là chúng ta không có thể tiếp cận được thông tin, không có thể tiếp cận được thông tin các bạn. Ví dụ như mình hôm trước á, mà add team 2 thì mình rất muốn thông tin trước để mình nắm thông tin, rồi khi mà có team 2 các bạn hoặc là có thông tin và add team 2 và add bet thì mình add vào. Nhưng hôm bữa đó mình đi trekking ở cái vùng rừng gần Hồ Tràm á, vô đó thì gần như không có mạng, mà điện thoại mình cũng dạng chết yểu, không có pin luôn các bạn. Trong quá trình mấy tiếng từ 1 giờ tới 5 giờ chiều là mình không có pin luôn. Mình không có pin luôn tại vì gửi khá trễ, nếu mà gửi sớm thì mình đã có thể add kịp tướng, nhưng mà vẫn may các bạn 1% pin mình vẫn kịp làm cái vấn đề đó là add tướng sau khi đã lên cấp. Như vậy thì nó sẽ làm một cái tâm thế gọi là bị động rất là nhiều cho các thành viên trong bang. Thậm chí tới cái hồi mà xả đam bút cuối á, thì tất nhiên là mọi người sẽ liên tục nhắc là bút 1, bút 2, bút 3, bút 4, chỉ những người kiểu như tinh anh
đạt được cái lượng tinh chất lớn đủ để nâng relic lên tới một con số nhất định thì những bạn đó sẽ được đánh trước, còn đa phần cái thành viên viên bang còn lại sẽ AFK chờ đam vào con boss cuối cùng, đó là con boss thứ 5. Tuy nhiên cái việc mà sử dụng team đam boss cũng như là những cái chú ý xung quanh cái việc đam boss thì mọi người cũng không có bung ra một lần để mọi người biết khi nào là xả hết team, ngưỡng máu về bao nhiêu thì các bạn xả tiếp team nào, hoàn toàn không có thông tin luôn các bạn. Hoàn toàn không có thông tin. Đầu tiên cứ kêu xả team bell, ok, xả team bell theo thì mọi người xong rồi thì chờ thông tin tiếp thôi. Nhưng mà tại vì lý do công việc nên cái phần messenger ví dụ như của một số bạn sẽ là tắt thông báo, ví dụ như mình sẽ tắt thông báo nha. Mình sẽ tắt thông báo và mình không có nhận thông báo liên tục từ ban lâu thì mình vào mình chết thôi. Đó, và hôm đó mình bận đi làm xong chiều tối mình có việc. Thế là mình ôn trễ rồi mình phải nhận nhắc nhở từ một vài người trong ban, cảm giác rất khó chịu các bạn. Tại vì đối với một số bạn nào không tham gia từ đầu thì mình không nói nha. Nếu còn một số bạn tham gia rất tốt từ đầu, át tướng, át đồ chuẩn chỉ theo cái gùi, chỉ tới hồi xả phút thôi mà nhận những cái lời lẽ không hay, cảm giác rất là khó chịu. Đối với một số bạn những lời có các bạn cảm giác nó bình thường, ví dụ như một số lời các bạn cảm giác nó bình thường nhưng nghe người khác nghe trong cái tâm thế người ta các bạn. Ví dụ các bạn đang vui thì các bạn nghe một cái lời nào đó thì các bạn cũng cảm thấy xí số cho qua, bạn cũng thấy vui. Nhưng mà kiểu như cảm giác bạn đang mệt hoặc là bạn đang có chuyện gì đó mà bạn nhận được những cái lời lẽ này nọ bình thường, đối với bạn sẽ thấy nó bình thường, nhưng mà tới cái hồi mà bạn có vấn đề về tinh thần á thì bạn nghe bạn rất khó chịu. Thật sự các bạn lúc mình nhận được cái thông tin đó đâu đó tầm khoảng gần 12 giờ đêm, mình tính là mình thiệt hết tất cả các nhà tám cho cái ban ban này khỏi khỏi lên hoàng tử luôn các bạn. Thật sự là mình tính xài 4 team là mình xào hết tất cả các nhà tám cho nghỉ lên hoàng tử luôn các bạn. 12 giờ khuya nha, mình đã thức tới 2 giờ mấy để mình cày xả full food. Lý trí mình không cho phép à, thức tới 2 giờ mấy mình mới xả full food cho tất cả các food này. Nói chung là mình thức tới 2 giờ mấy để mình xả full food các bạn, và food của mình tất nhiên là vẫn xả theo cái kiểu mà đâm tay và không skip đó các bạn nha. Nhưng mà mình test thử một vài lần kiểu như đâm tay thì đâu đó là khoảng 3 tỷ 9 đối với team 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 sư nè, ở team sư 3 tỷ 9, còn nếu mà mình xả skip thì nó là 3 tỷ 7, đâu đó khoảng 200 triệu đam bị mất đi đó. Và cũng mình nghĩ là cái lý do chính mà khiến nhiều người ao bang sau khi mà cái mù mực này diễn ra đó chính là cái kiểu mà sợ spy rồi giấu bài, đưa ra cái gui kiểu lắc nhắc như vậy. Thật sự thì các bạn gọi như vậy thì update từng cái người ta dễ nắm bắt, chứ thật sự nó rất là khó chịu đối với nhiều người mà có kiểu như các bạn muốn biết trước các bạn, để các bạn chủ động hơn trong việc các bạn chủ động ách tướng nè, rồi lên cấp, rồi các bạn đánh boss thì sao đó. Ví dụ như ngưỡng máu boss xuống dưới 50% thì sẽ dùng team nào đánh, hay xuống dưới 75% thì dùng team nào đánh, thì có thông tin hết tất cả thì mọi người sẽ làm rất là ok. Những người mà đã quyết tâm đu mực rồi thì chắc chắn là họ sẽ có một cái tâm thế để sẵn sàng các bạn. Nhưng mà cái kiểu cứ sợ spy người của bang khác cắm vô, do đó thì gửi thông tin lắc nhắc như vậy thật sự follow rất là mực, rất là mệt nha. Và mình cái vấn đề chính ở đây đối với các bang đua top Việt Nam thì cơ bản thì mình thấy cái vấn đề đó là sợ spy với lại sự giấu bài. Thì nếu mà chúng ta thật sự chia sẻ với nhau, nhiều bang mà cùng ngồi lại á, đưa ra một cái chiến thuật chung, nhiều bang cùng ngồi lại đưa ra một cái chiến thuật chung cũng như là đưa ra những cái nghiên cứu của nhau và nói chuyện được với nhau á, thì để đưa ra được một cái phương án, một cái gui tốt nhất để mà đẩy đưa lên lượng đam cao nhất á, thì nó sẽ ok hơn các bạn. Tại vì mình nhận thấy một điều rất là rõ ràng, cái lượng đam bất mực á, một là về cái, tất nhiên là về cái chiến thuật á, nó rất là quan trọng nha. Cái chiến thuật rất là quan trọng, tại vì nếu các bạn không có chiến thuật quan trọng, các bạn sẽ không có những team chuẩn rank boss là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn sẽ phá rất là nhiều food và nâng relic không có đúng sức mạnh của team. Chiến thuật thì nó rất là quan trọng, tuy nhiên về cái tính phối hợp các thành viên trong bang mình nghĩ nó còn quan trọng hơn nha các bạn. Nếu các bạn có chiến thuật tốt, tuy nhiên các bạn kiểu như làm cho các thành viên trong bang không có độ gắn kết cũng như là không có phối hợp được với nhau thì mình nghĩ kết quả nó cũng toang. Và phần lớn là tùy vào chất lượng của acc nữa các bạn. Nếu mà tất cả các acc đều là quay pha lê 800 mấy, 900 mấy thì cái mù mực này mà nói nó cực kỳ đơn giản luôn. Còn nếu mà chất lượng của một bang cái pha lê nó thấp hơn cũng như là dàn tướng không có chất lượng bằng, tất nhiên là một con 309E100, nó 409 luôn các bạn, E100 nó sẽ xịn sò rất là nhiều mấy con 309E60 nha. Cùng với đó là pha lê cao hơn thì cấp độ của tướng khi mà các bạn đam bớt mực kiểu như thế này, kiểu như cấp độ của tướng các bạn nó sẽ cao hơn nữa, cho ra lượng đam chắc chắn là sẽ khỏe hơn. Ok, cũng trong cái
Cũng trong cái video này thì mình xin phép nha. Mình xin phép là mình thông báo luôn, kể từ nay giờ mình sẽ không bao giờ đua ba cái sự kiện gọi là đua tốt bất mực như thế này nữa đâu các bạn. Thực sự rất là nhức đầu. Nhức đầu và phiền phức nữa các bạn. Ok, không bao giờ tham gia mấy cái sự kiện này nữa. Và mình cũng xin out ban top luôn nha. Mình sẽ lập một ban mới chơi vui vẻ với mọi người thôi. Kiểu đua top như thế này chắc không hợp với mình. Rồi, ok. Cơ bản thì mình nhận xét một xíu về bộ mực S10 này thôi. Ý kiến của cá nhân nó khá nhiều, các bạn nào không thích thì có thể bỏ qua nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và bye bye.